Bắt đầu với một hai mô hình lắp ráp đã được mở. Trên thanh Ribbon, click vào tab Design, Panel Ramp, Insert Ramp. Trong hộp thoại Insert, khu vực Ramp Member Selection. Chọn tiêu chuẩn khung, nhóm khung, kích thước, vật liệu và sự hiển thị của khung. Bạn có thể chọn công cụ Eyedropper trong hộp thoại, sau đó chọn một phần tử khung để sao chép thông số và vị trí của khung đó. Một bảng xem trước của khung với các công cụ điều khiển vị trí khung được hiển thị trong khu vực Orientation. Sử dụng các tùy chọn trong khu vực hiển thị hoặc hộp thoại để xác định vị trí phần tử khung trong mô hình lắp ráp. Kéo mũi tên trong khu vực hiển thị hoặc nhập giá trị chính xác ở một vertical offset để dịch chuyển phần tử khung theo phương thẳng đứng. Kéo mũi tên trong khu vực hiển thị hoặc nhập giá trị chính xác ở một horizontal offset để dịch chuyển phần tử khung theo phương ngang. Kéo mũi tên trong khu vực hiển thị hoặc nhập giá trị góc xoay chính xác cho phần tử khung. Click Mirror Ramp Member để lật phần tử khung đến hướng thích hợp trên sơ đồ khung. Chọn cách chèn phần tử khung vào mô hình lắp ráp. Chèn phần tử khung trên các cạnh với tùy chọn Insert Members on Edge. Chọn một cạnh hoặc các đường phác thảo 2D, 3D của mô hình để chèn phần tử khung vào mô hình lắp ráp. Bạn có thể chọn nhiều cạnh và nối chúng với nhau thành một phần tử khung duy nhất. Ví dụ, bạn có thể chọn hai cạnh và một đoạn uốn cong giữa chúng. Check vào hộp chọn Merge, sau đó click Apply. Kết quả sẽ tạo ra một phần tử khung dọc theo 3 đối tượng đã chọn. Khi bạn chèn phần tử khung đầu tiên vào mô hình lắp ráp, trên thanh Browser, một mô hình lắp ráp cụm khung sẽ được tạo. Nếu chưa có mô hình lắp ráp cụm khung nào được tạo trước đó, hộp thoại tạo mô hình lắp ráp cụm khung sẽ xuất hiện trước khi hộp thoại cho phép đặt lại tên của phần tử khung hiển thị. Nếu bạn check vào hộp chọn yêu cầu đặt lại tên cho phần tử khung. Sau khi click Apply hoặc OK, hộp thoại Ramp Member Naming sẽ hiển thị. Nếu không check vào hộp chọn yêu cầu đặt lại tên cho phần tử khung sẽ được đặt tên tự động. File mô hình sẽ được lưu trong đường dẫn mặc định của phần mềm. Chèn phần tử khung giữa hai điểm với tùy chọn Insert Members Between Points. Chọn một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc trên sơ đồ khung để chèn phần tử khung vào mô hình lắp ráp. Tiếp tục tạo thêm các phần tử khung cần thiết. Sau khi tất cả các khung đã được tạo, click OK. Sau khi chèn các phần tử khung vào kết cấu, bạn xử lý vị trí lắp ghép giữa các khung.